Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái chai sệt muối biển. Sệt muối biển này của mình sẽ để giúp cho các bé nhà mình hay là các bạn của chúng ta có cái tình trạng đó là bị khó thở này, bị da dịch ở mũi này, hoặc là để làm sạch cái đường mũi của chúng ta, thì chúng ta đều có thể sử dụng cái sản phẩm này rất là ok. Thành phần này, trong cái một cái chai này đó là dạng xịt phun sương nên rất là nhỏ. Và cách sử dụng thì vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần ấn lên cái bề mặt trên này và ấn xịt cái xương của nó khá là nhỏ nên có thể là vào sâu được bên trong cái khoang mũi của chúng ta, làm sạch khoang mũi của chúng ta, sạch sâu bên trong khoang mũi chúng ta, đưa các chất bẩn từ bên trong khoang mũi ra ngoài và các dịch mũi, làm cho các dịch mũi được lỏng hơn. Khi mà các bạn mà có cái tình trạng mũi của chúng ta có cái dịch mũi rất là đặc, chúng ta nên dùng cái sản phẩm này để giúp làm loãng, làm lỏng cái dịch mũi để cho dịch mũi chúng ta dễ dàng ra ngoài, làm thông thoáng mũi chúng ta hơn. Và cái thể tích của một cái chai này đó là 70 ml. Nguyên lý hoạt động của sản phẩm này đó là chúng ta lắc nhẹ bình sệt, nhấn nút sệt thiết bị, sệt sẽ phun dung dịch vệ sinh mũi dưới dạng phun sương và sơ bên trong khoang mũi, giúp làm sạch bụi bẩn trong mũi, rửa trôi dịch nhầy, giúp sát khuẩn kháng viêm, làm sạch dái tai, hỗ trợ phòng ngừa và giảm các triệu chứng như xỏ mũi, ngạt mũi do mắc VA, viêm xoang, viêm mũi dị ứng, viêm tai, giúp khoang mũi thông thoáng, dễ thở và giúp tai chúng ta sạch sẽ hơn. Công dụng là giúp làm sạch bụi bẩn trong mũi, rửa trôi dịch nhầy, làm sạch dái tai, hỗ trợ phòng ngừa và giúp làm giảm các triệu chứng như xỏ mũi, ngạt mũi, viêm mũi, viêm xoang, viêm dị ứng, viêm tai, giúp thông thoáng, dễ thở, giúp tai chúng ta sạch sẽ hơn. Và sản phẩm này của chúng ta cũng rất là dễ để tìm kiếm để mua. Ở trên các hiệu thuốc thì rất dễ bán cái sản phẩm này, nên chúng ta có thể là mua một cái sản phẩm này khá là dễ dàng. Và sản phẩm này với cái giá nó là 30.000. Mà mọi người nghiệm cái chai như thế này. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.